Bình thường thôi, hơi đẹp. Chú vào cái này tầm 70, cao 70 cái mai bình hạt hoa này, dễ rất là kỹ này, rất vẽ đẹp này. Men phường trắng này, dáng bình của nó thì cũng hơi cuôn thẳng, cảm giác rất là chân thật. Đây là mặt sau của cái bình đấy. Rất nhiều chim công đang bay xung quanh, là chim hết, xung quanh là chim công rồi. Thấy một cặp rất đẹp như này, nó sẽ bay một cặp của nó đấy, rất đẹp đúng không? Rất tuyệt vời. Quá đẹp, màu sắc rất là đẹp.